tuyểnsinh247.com được ghé thăm xứ Nghệ, cái nôi nuôi dưỡng những thủ khoa. Ở nơi đây, chúng tôi được trò chuyện cùng với em Phạm Đức Toàn, là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Em là một thủ khoa của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với tổng số điểm 3 môn là 29,5 điểm. Chàng thủ khoa này sẽ chia sẻ cùng các thành viên tuyển sinh 247 những phương pháp học tập để đạt được kết quả cao nhất. Xin chào em. Vâng. Lời đầu tiên, tuyển sinh247.com xin được gửi lời chúc mừng tới em và gia đình khi em đã trở thành thủ khoa của trường Đại học Ngoại thương với tổng số điểm rất cao 29,5 điểm. Vâng ạ. Như theo chị được biết đấy là cả bố và mẹ em đều là giáo viên dạy toán. Vâng. Vậy tại sao em không nối nghiệp của bố mẹ và cái duyên em đến với trường Đại học Ngoại thương là như thế nào? Thực ra thì khi suy nghĩ về việc chọn ngành thì em cảm thấy ngành sư phạm không phải là ngành phù hợp với em và em không có đam mê về nó. Vì vậy em sẽ không quyết định chọn ngành sư phạm. Còn về Đại học Ngoại thương thì em đã có ý định vào Ngoại thương từ năm lớp 9. Sau đó thì trong thời gian chọn ngành được tìm hiểu về trường Ngoại thương thì em cảm thấy rất là thích môi trường mở của Ngoại thương và em rất muốn trở thành thành viên của trường Ngoại thương, muốn học tập trong ở đó và sau đó thì cả sự tư vấn của anh chị và bố mẹ và một phần đồng viên em để em quyết định thi vào trường Ngoại thương. Chị có câu hỏi dành cho em tiếp, đó là để đạt được kết quả tốt thì tài liệu, sách tham khảo đóng một vai trò cũng rất quan trọng. Vậy đối với em thì tài liệu tham khảo chủ yếu của em là gì? Về bước đầu học thì em thường làm những tài liệu dễ nhất, những cái quyển sách họ nói về từng chuyên đề một và làm kỹ từng bài tập lý thuyết trong đó. Sau khi nền tảng kiến thức đã vững vàng thì em bắt đầu làm đề và làm từ những đề dễ và sau đó làm đề những đề của các trường chuyên trong cả nước, sau đó làm những đề mà các anh chị đi trước đã sưu tâm lại gồm nhiều những bạn những dạng khó để rồi Vậy theo em thì cần có những yếu tố nào để học tốt những môn khối A, môn toán, lý, hóa? Để học tốt những môn khối A thì đầu tiên là bạn phải có một tư duy logic, cái đó là điều không thể thiếu. Và có một tí niềm vui trong học tập. Khi làm giải những bài toán thì sau khi làm xong thì bạn sẽ thấy một cái niềm vui thích khi mà mình giải một bài toán mà mình cảm thấy là khó chẳng hạn, thì chính cái điều ấy khiến cho việc học giống như là một trò chơi và mình khi đạt được thành tựu nào đó thì nó sẽ khiến đam mê của mình lớn hơn và khiến cho mình càng chăm học, càng thích học hơn. Câu hỏi tiếp theo chị dành cho em, đó là em có thể chia sẻ những kinh nghiệm nào đặc biệt nào trong thời gian trước và trong khi thi không? Về kinh nghiệm đặc biệt thì trong khoảng một tháng trước khi thi em lập một thời gian ngủ cho sắp với thời gian đi học của đi thi của em, để khi mà mình đi thi thì sẽ phát huy được hết khả năng và tránh tình trạng như một số bạn là buổi tối thường học đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, còn buổi ngủ dậy muộn rồi sau đó thì hôm đi thi thì buổi tối không ngủ được, đến buổi sáng thì không thể đạt được 100% phong độ khi làm bài. Vậy thì sau khi bước vào cánh cửa đại học thì em có những dự định nào sắp tới không? Về những dự định thì em sẽ cố gắng thực hiện mong muốn đi du học từ năm lớp 10 của em. Và tiến xa hơn thì em muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội. Câu hỏi cuối cùng chị dành cho em, đó là qua đây qua cuộc trò chuyện cùng với tuyển sinh 247 thì em có muốn nhắn gửi điều gì tới các em học sinh cấp dưới không? Đặc biệt là các em lớp 12 đang sắp sửa bước vào kỳ thi đại học. Về nhắn gửi thì có nhiều phương pháp học
để đạt được thành công, và em không thể khẳng định là phương pháp của em là đúng nhất. Và có rất là nhiều phương pháp hay của các bạn, thì các em nên chọn một phương pháp học cho mình một cách đúng đắn và cố gắng thành công. Và chúc các em sẽ đạt được những cái nguyện vọng, ước mơ của mình. Cảm ơn Toàn rất nhiều về những chia sẻ rất hữu ích của em về học tập. Và qua đây thì tuyển sinh 247.com cũng muốn trao một phần quà cho em, đó là một suất học bổng. Okay. Và chúc em thành công và đạt được thành quả cao trong những cái dự định sắp tới của em. Em cảm ơn ạ.